Ngày 25 tháng 4 tại xã Phù Ổng, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1989, trú tại xã Phù Ổng. Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Nguyễn Quang Hiệp, sinh năm 1986, trú tại xã Hoàng Hoa Thám. Vụ án thứ ba xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thạnh, sinh năm 1972, trú tại xã Phù Ổng. Cả 3 bị cáo đều bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang cất giấu trái phép từ 0,135 đến 0,167 gam ma túy loại heroin trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 1 năm 9 tháng tù giam, Nguyễn Quang Hiệp và Nguyễn Văn Thạnh 2 năm tù giam.